Xin chào quý vị các bạn và bà con. Sau đây Vườn Ươm Hải Đăng xin phép được giới thiệu chia sẻ với các bạn về một số phương pháp kỹ thuật mà bên Vườn Ươm Hải Đăng đang áp dụng trong việc trồng và ươm các loại giống rau rất hiệu quả. Để ươm các loại giống rau thì trước hết chúng ta lựa chọn hạt giống đồng đều, không bị mốc, nếp hay bị mối mọt, hạt có độ nảy mầm cao. Mới đầu để cho hạt rau nảy mầm nhanh thì mình ngâm hạt với nước ấm. Mình chuẩn bị nước ấm hai sôi ba lạnh. Ở đây mình kiểm tra nước ấm là được. Mình có các loại hạt giống rau, hạt đậu dài, hạt rau muống, hạt mướp, hạt rau đay, hạt rau dền khoang. Hạt rau dền đỏ dài và hạt đậu cô ve. Sau đây mình sẽ ngâm ví dụ cho các bạn xem về hạt rau muống. Mình sẽ đổ ra hạt rau muống ra. Đây là hạt rau muống. Sau đó mình sẽ đổ vào nước ấm. Đổ ngâm vào nước ấm. Ở đây còn có một số hạt nổi bồng bềnh thì mình sẽ dìm nó xuống. Dìm cho nó rơi xuống đáy. Chúng ta ngâm hạt như thế này khoảng 6 đến 12 tiếng, mình thường là ngâm qua một đêm. Việc ngâm như thế này nhằm mục đích làm mềm lớp vỏ của hạt, giúp hạt khi chúng ta ủ, giúp hạt nảy mầm nhanh hơn. Sau đó chúng ta lấy hạt ra và cho vào khăn giấy hoặc miếng vải để ủ. Ở đây mình đã ủ các loại hạt giống rau được 3 ngày, như các bạn thấy ở đây. Sau đây mình sẽ cùng các bạn kiểm tra xem trong hạt, các hạt đã nảy mầm chưa. Chuẩn bị ở đây, mình kiểm tra ở đây là hạt mướp bảy ná. Đây các bạn thấy ở đây, hạt đã nứt ra và nảy mầm rồi. Hạt này đã ngâm được 3 ngày và nảy mầm như thế này, các bạn có thể mang ra vườn trồng, vườn để ươm hoặc là khay chậu, thùng xốp để ươm, để trồng hạt dưa lê. Sức nảy mầm rất cao. Những hạt này thì vỏ mỏng hơn thì độ nảy mầm cao hơn. Chúng ta kiểm tra thêm ớt chỉ thiên. Ở đây hạt chưa nảy mầm. Các bạn biết sao không? Hạt chưa nảy mầm vì hạt ớt chỉ thiên vỏ của hạt rất là dày. Vì thế chúng ta cần ủ lâu hơn, có thể là ủ 5 đến 6 ngày. Hạt sẽ nảy mầm, mình để đây, đợi 5 6 ngày sau kiểm tra lại. Chắc chắn hạt sẽ nảy mầm. Sau đó mình kiểm tra hạt dưa chuột. Sức nảy mầm rất cao. Hầu hết các hạt nảy mầm đến 100%. Khâu chọn hạt giống tốt thì độ nảy mầm sẽ rất cao. Sau đây mình sẽ mang các hạt giống nảy mầm này đi ươm trồng vào trong bầu ươm, trong chậu, trong khay hoặc ươm ra vườn.
Đất ở đây để trồng rau, mình chuẩn bị đất là đất thịt pha cát nhẹ, đất mùn, mình trộn sẵn với phân hoai mục. Đất này mình lấy ngoài tự nhiên, đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng. Mình băm lại cho tơi ra. Sau đó xúc đất vào trong chậu. Lưu ý ở đây là trong quá trình chúng ta chọn chậu trồng, chúng ta cần chọn chậu có đáy, có lỗ thoát nước nhằm đảm bảo cho trong quá trình tưới hoặc là trời mưa nước sẽ thoát nhanh, không làm thối bộ rễ của cây, làm cho cây kém phát triển. Mình cho đất vào trong chậu 2 phần 3 chậu. Cho đất 2 phần 3 chậu. Như vậy, quá trình làm đất đã xong. Chúng ta tiến hành gieo hạt xuống chậu ươm. Vườn ươm Hải Đăng chia sẻ thêm là có một số giống rau chúng ta không cần ngâm ủ hạt, mà chúng ta chỉ cần rắc trực tiếp là cây vẫn sinh trưởng và phát triển khỏe mạnh. Đó là hạt rau đay và hạt rau muồng và một số loại rau khác rất dễ nảy mầm. Các bạn rắc xuống như thế này, 2-3 ngày sau hạt vẫn nảy mầm và cây xanh tốt. Chúng ta rắc đều. Sau đó mình trồng cây cây dưa chuột. Mình đặt hạt dưa chuột xuống mặt đất. Để phần rễ xuống bên dưới. Còn phần hạt lên phía trên. Như thế này. Các bạn đặt hạt trên mặt đất. Đặt khoảng cách đều. Khoảng một gang tay chúng ta đặt một hạt. Sau đó mình sẽ phủ lên mặt một lớp đất thịt nhẹ, thịt pha cát nhẹ. Mình phủ nhẹ lên một lớp đất thịt pha cát. Tương tự với đậu cô ve. Mình sẽ lấy ngón tay tạo một lỗ nhỏ và đặt hạt xuống. Đặt phần rễ xuống bên dưới, còn phần hạt lên bên trên.
Tiếp tục phủ lên một lớp cát nhẹ, lớp đất thịt và cát nhẹ. Sau khi ươm hạt xuống bầu ươm xong, chúng ta tiến hành tưới nước cho bầu ươm. Chúng ta tưới ẩm, tưới đều. Hàng ngày chúng ta tưới nước thường xuyên cho bầu ươm. Thời gian tưới thích nhất là vào sáng sớm và chiều tối. Sau 1 đến 2 tuần thì chúng ta được các cái con như thế này. Đây cây rau mầm đây. Đây là cây rau muống. Đậu cô ve và rau dền đỏ. Rất xanh tốt. Trời mưa, mấy ngày nay trời mưa nên cây nên mọc nhú mầm mọc lên rất nhanh. Đây là vườn rau nhà mình. Hiện tại vườn ươm Hải Đăng đang cung cấp các loại giống rau chất lượng cao. Nếu quý khách có nhu cầu về hạt giống rau thì liên hệ qua số điện thoại 0966 446 329 để đặt hàng. Như vậy trên đây vườn ươm Hải Đăng đã hướng dẫn cho các bạn về phương pháp kỹ thuật trồng chăm sóc rau trong chậu hiệu quả.